Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1970 tại Hà Nội, là một nữ doanh nhân tỷ phú, hiện trên cương vị là Tổng Giám đốc của Vietjet Air, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng HD Bank. Bà Thảo chính là một trong những nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á, người Việt duy nhất nằm trong danh sách 50 doanh nhân tiêu biểu toàn cầu. Với khối tài sản lên đến 2,5 tỷ USD, tương đương 58.000 tỷ đồng, bà đã vinh dự được Forbes vinh danh là một trong 25 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh ra trong một gia đình gốc Hà Nội. Năm 17 tuổi, bà Thảo đi du học tại Đại học ngành Kinh tế Tài chính và sớm nổi tiếng trong cộng đồng với thành tích học tập xuất sắc và kinh doanh thiên bẩm. Bên ngoài dáng vẻ nhỏ nhắn dịu dàng, nhu mì cùng nụ cười duyên dáng ngọt ngào, nữ tướng ấy luôn có tinh thần lăn xả không ngại khó khăn của người chiến binh. Dù là người phụ nữ, nhưng khi ra trường, bà Thảo chẳng ngại ngần đón đầu, thậm chí làm những điều chưa ai từng làm ở Việt Nam, khiến chính cánh mày râu phải ngưỡng mộ khâm phục. Khi còn là sinh viên năm thứ hai, bà đã bước vào thương trường. Khi ấy thị trường Đông Âu thiếu thốn hàng tiêu dùng, mọi thứ đều khan hiếm nên bà kinh doanh đủ thứ, từ hàng điện tử đến hàng nông sản, từ các nước châu Á sang Đông Âu. Đồng thời bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng thị trường khan hiếm và cần thiết như phân bón, sắt thép, thiết bị. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã kiếm được 1 triệu USD đầu tiên khi mới chỉ 21 tuổi nhờ vào bán máy phách và nhựa cao su. Sau khi quay trở về Việt Nam, bà góp vốn thành lập ngân hàng Techcombank và sau đó là VIB, hai trong số những ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Gần 25 năm, bà nổi lên như một nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Phần lớn tài sản của bà đến từ cổ phần ở Vietjet và Dragon City Phú Long, dự án bất động sản rộng 65 hectare ở thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 9 năm 2013, hai vợ chồng bà được báo chí và dư luận quan tâm sau khi có thông tin Vietjet Air của họ đặt mua 100 máy bay Airbus trị giá 9,1 tỷ USD. Ngày 23 tháng 5 năm 2016, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hãng hàng không Vietjet đã ký thỏa thuận thuê mua 100 chiếc Boeing 737 Max 200 của tập đoàn đến từ nước Mỹ trị giá 11,3 tỷ USD. Xuất thân là một tiến sĩ kinh tế học, lĩnh vực chính là tài chính ngân hàng, nhưng chính ngành hàng không lại mang về cho bà Thảo danh hiệu nữ tỷ phú tự thân đầu tiên khu vực Đông Nam Á. Đến với ngành hàng không, chỉ từ ước mơ giúp tất cả mọi người, ai cũng có thể được bay, nhưng nữ doanh nhân ấy đã làm nên lịch sử với thị trường ngành hàng không nước nhà. Trong suốt 120 năm, lịch sử của ngành hàng không, nữ phi công đã hiếm, nữ sale của một hãng hàng không lại càng hiếm hoi hơn. Ngay tại Việt Nam, một sale thành công đã khó, nữ sale thành công trong nhiều lĩnh vực cùng một lúc là điều khó có thể thấy được, và cái tên Nguyễn Thị Phương Thảo lại nằm trong số hiếm có khó tìm đó. Thậm chí, cư dân mạng còn thường gọi bà Thảo là Thảo Vietjet như một thương hiệu riêng của bà. Với chiến lược kinh doanh khôn khéo, thông minh, bà Thảo đã đưa Vietjet Air từ một hãng hàng không nhỏ, chỉ bay vài chặng nội địa, khi mới ra mắt, dần trở thành một thương hiệu lớn. Tháng 10 năm 2019, hãng đã thực hiện gần 400 chuyến bay mỗi ngày, vận chuyển hơn 90 triệu lượt hành khách với 129 đường bay từ Việt Nam đến quốc tế. Hiện nay, hãng đã khai thác những đường bay quốc tế đến với các quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia. Bà Nguyễn Phương Thảo là người biết nắm lợi thế từ sự bùng nổ của thị trường du lịch hàng không trong khu vực để xây dựng kế hoạch phát triển, đưa Vietjet ra toàn cầu, tập trung vào nhiều đối tượng hành khách tầm trung, giảm chi phí di chuyển bằng máy bay so với các hãng hàng không khác, khiến nhiều hành khách có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ của Vietjet. Ngoài việc là cổ đông lớn nhất của Vietjet Air, tập đoàn Savico Holding của gia đình bà đã mua lại Fumara Resort Đà Nẵng vào năm 2005, trở thành người đầu tư Việt Nam sở hữu và vận hành khách sạn 5 sao. Fumara Resort Đà Nẵng khai trương vào năm 1997 với 198 phòng và là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Gần một thập kỷ sau đó, Sovico tiếp tục thâu tóm thêm hai khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa là Anna Madara và An Lâm Ninh Vân Bay. Ngày 9 tháng 3 năm 2017, tạp chí Forbes
công bố danh sách các nữ tỷ phú USD trên thế giới năm 2017, ghi nhận bà Phương Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với khối tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD. Bà cũng là một trong 15 nữ tỷ phú tự thân mới trong danh sách của Forbes năm 2017. Chồng của bà là ông Nguyễn Thanh Hùng, ông chủ của Sovico Holding. Sovico Holding đang nắm giữ hàng loạt thương hiệu nổi bật tại Việt Nam như HD Bank và Vietjet Air, đồng thời là sáng lập viên của VIB và Techcombank. Bà là một thành viên thế hệ của dòng họ Nguyễn Cảnh với 600 năm lịch sử. Có thể nói, bà là một người phụ nữ thành công, đa tài xuất chúng. Những cán bộ dưới quyền của CEO Nguyễn Phương Thảo đa số là đàn ông và mọi người đều khâm phục với tài năng, đầu óc kinh doanh khác người của bà. Bà luôn là người giữ chữ tín và điều này đã được áp dụng vào trong kinh doanh của mình. Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức lễ trao Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của nhà nước Cộng hòa Pháp tặng cho Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Tổng Giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của khu vực Đông Nam Á. Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh do Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte sáng lập là huân chương cao quý lâu đời và danh giá bậc nhất của nước Pháp trao cho những cá nhân tổ chức có đóng góp đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.